Pokemon được giới thiệu của ngày hôm nay sẽ là đúng vậy, là Gyarados. Sông hệ lửa và rồng. Ủa thiệt hả giáo sư? Ấy chết ta nhầm. Nani? Là sông hệ lửa và bay nhé các bạn. Ta xin lỗi Gyarados nhé. Gyarados, Pokemon ngọn lửa. Tiền thân của nó là Gyarados. Ngọn lửa từ hơi thở của Gyarados có thể làm tan chảy mọi thứ. Gyarados thường cư ngụ trong các dãy núi cao và thung lũng. Tại Johto, phần lớn Gyarados tập trung ở thung lũng Hỏa Long. Nơi đây vừa là nơi sinh sống, vừa là nơi luyện tập của chúng. Các Gyarados hoang dã tự tìm cho mình những đối thủ xứng tầm để nâng cao sức mạnh. Và tất nhiên, nó sẽ không bao giờ tấn công những Pokemon yếu thế hơn mình, trừ khi chúng được ra lệnh hoặc bị khiêu khích. Mặc dù Gyarados được cho là một Pokemon hiếu thắng, nhưng chúng vẫn rất tình cảm và thân thiện với huấn luyện viên của mình. Gyarados chỉ phớt lờ khi chúng cảm thấy mình không được quan tâm và săn sóc. Ngọn lửa ở đuôi Gyarados đại diện cho tình trạng sức khỏe của nó. Nếu ngọn lửa yếu đi thì đồng nghĩa với việc sức khỏe của nó cũng không được tốt. Khi tức giận, ngọn lửa lúc này sẽ bùng cháy dữ dội hoặc chuyển sang màu xanh lam. Khi đó, nó đã sẵn sàng phá hủy mọi thứ. Đó là tất cả thông tin về loài Pokemon này. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau xem lại một số chiêu thức của Gyarados các bạn nhé. Và đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của kênh nha. Tấn công trực diện. Hoa lửa. Đuôi sắt. Mặt quỷ. Phun lửa. Cánh thép. Làn sóng nóng. Lửa xoáy. Hơi thở rồng. Sức ép. Quá nhiệt. Bánh xe địa ngục. Vòng quay địa cầu. Rồng thịnh nộ. Vươn cánh. Thiết liệt. Đuôi rồng. Đá phong ấn. Kiếm khí.
vuốt trồng. Động thổ. Đập ngói. Lửa chữ đại. Cú đấm triệu cân. Cú đá triệu cân. Chim én phản công. Cú đấm lửa. Cú đấm sấm sét. Tuyệt kỹ giết hệ lửa. Bọc bọc hỏa viêm siêu cường. Tuyệt kỹ giết hệ bay. Tốc siêu banh tài. Đặc biệt, Viadon có hai hình dạng tiến hóa Mega vô cùng mạnh mẽ. Dạng thứ nhất gọi là Mega Viadon X. Sau khi tiến hóa Mega, Viadon thay đổi thành song hệ lửa và rồng. Năng lượng của quá trình tiến hóa Mega đã khiến cơ thể của Viadon chuyển sang màu đen. Đồng thời ngọn lửa cũng trở nên dữ dội hơn. Phun lửa. Lửa xoáy. Ngôi sao tốc độ. Thiết liệt. Cú đấm sấm sét. Cú đấm triệu cân. Vuốt trồng. Cánh thép. Lửa chữ đại. Dung nham bùng nổ. Dạng thứ hai gọi là Mega Viadon Y. Sau khi tiến hóa Mega, cơ thể của Viadon trở nên linh hoạt hơn, đồng nghĩa với việc tốc độ và khả năng cơ động của nó cũng tăng lên đáng kể. Phun lửa. Làn sóng nóng. Đuôi rồng. Lửa xoáy. Tia sáng hủy diệt. Mega Viadon Y có một đặc tính gọi là hạn hán. Đặc tính này khiến cho cường độ ánh sáng mặt trời trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Khi đó, các đòn tấn công hệ lửa của nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Viadon còn có một dạng cự cực hóa, gọi là Kyo Daimat Viadon. Ở dạng Kyo Daimat này, Viadon sở hữu một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, khiến cho cơ thể trở nên siêu to khổng lồ. Đồng thời các chiêu thức cũng trở nên cực đại. Sấm sét cực đại. Phi xung cực đại. Quyền cước cực đại. Lửa điện cực đại.